viết đoạn văn ngắn bàn về đức hy sinh những người mẹ ngày đêm tảo tần vật lộn với cuộc sống mưu sinh những người cha hàng ngày vẫn vật lộn với gánh nặng trụ cột gia đình những chiến sĩ nơi hải đảo xa xôi vẫn cầm chắc tay súng đó là những hy sinh lạng thầm cho tất cả từ nhỏ bé đến lớn lao vô tận hy sinh là hành động đánh đổi một thứ quan trọng của bản thân cho một điều gì đó đáng quý hơn đó là sự quên mình công hiến sẵn sàng hy sinh cho sự nghiệp chung lợi ích chung đức hy sinh đòi hỏi con người sẵn sàng san sẻ những quyền lợi về vật chất tinh thần cho người khác mà không tính toán thiệt hơn thậm chí còn xả thân vì người khác từ những việc làm rất nhỏ như nhường chỗ cho người già san sẻ cho những người còn khó khăn đến lý tưởng cao đẹp cống hiến hết mình cho tổ quốc của những người lính và còn vô số những sự hy sinh thầm lặng khác mà nhờ đó xã hội chúng ta đã phát triển tốt đẹp và bền vững nhưng không phải việc làm hành động nào cũng đáng được biểu dương nếu đó là những hy sinh giả tạo nhằm mang lại danh tiếng cho bản thân muốn nhận cái hư danh người tốt nhiều người còn ích kỷ, sống chỉ biết lợi ích của riêng mình, tham sống sợ chết. Đó vẫn là một mảng tối trong xã hội hiện nay. Vì vậy, chúng ta phải biết rộng mở trái tim mình, phải biết sống vì người khác, quan tâm, chia sẻ, đừng ích kỷ. Hãy để đôi bàn tay phẳng phất hương hoa vì những hành động tốt đẹp của bản thân, để vị ngọt tình người lan tỏa khắp cuộc đời này.